Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và cuộc sống do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt đề án số 524 về việc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước trồng được 1 tỷ cây xanh, trong đó có 690 triệu cây phân tán, khu vực nông thôn, đô thị, công viên và 310 triệu cây trồng tập trung, rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất. Trong đó, năm 2021 trồng khoảng 182 triệu cây. Từ năm 2022 trở đi, trồng trung bình 204,5 triệu cây một năm. Đề án cũng nêu rõ là ưu tiên trồng cây bản địa, thân gỗ, đa mục đích, có giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ cao. Nguồn kinh phí huy động xã hội hóa là chủ yếu, kêu gọi tài trợ hợp tác quốc tế kết hợp với các chương trình, dự án đầu tư công. Đối với trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, trồng cây xanh công cộng đô thị phục vụ lợi ích cộng đồng, sử dụng ngân sách, Thủ tướng yêu cầu đưa tiêu chí diện tích cây xanh vào Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đồng thời phát động phong trào thi đua, vận động toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương, bộ ngành, tổng hợp kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh hàng năm và giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí về diện tích cây xanh trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện, xã, nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị, tại cuộc họp về gỡ vướng cho thuê môi trường rừng mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi chỉ đạo các sở ngành địa phương, chủ rừng góp ý cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hoàn thiện hồ sơ đề án cho thuê môi trường rừng tham mưu tỉnh phê duyệt. Đây sẽ là cơ sở, là hồ sơ mẫu cho các dự án cho thuê môi trường sau này. Luật Lâm nghiệp năm 2017 nêu rõ, các đơn vị chủ rừng được cho thuê môi trường rừng, hợp tác, liên doanh với nhà đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo phương án xử lý rừng bền vững được cơ quan thẩm quyền nhà nước phê duyệt. Giá cho thuê môi trường rừng do các bên tự thỏa thuận, nhưng không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm của bên thuê. Đơn vị thuê môi trường rừng phải lập dự án đầu tư, quá trình khai thác không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường và chức năng của khu rừng. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, chủ rừng, đặc biệt là hai sở kế hoạch đầu tư, nông nghiệp phát triển nông thôn, phải nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, thông tư hướng dẫn, soạn thảo văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục cho nhà đầu tư. Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thuê môi trường rừng, nhưng thủ tục phải chặt chẽ. Dự án cho thuê phải phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững và đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của đơn vị chủ rừng đã được phê duyệt. Ưu tiên bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, quảng bá tài nguyên và phát triển du lịch Đồng Nai. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên Môi trường vừa phát động cuộc thi vẽ tranh tường bảo vệ môi trường và ảnh đẹp đa dạng sinh học năm 2021 nhằm hướng tới Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Cụ thể, cuộc thi vẽ tranh tường bảo vệ môi trường dành cho tập thể học sinh các trường trung học cơ sở, mục đích nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, qua đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, kích thích sự sáng tạo của các em học sinh, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện chương trình 3T, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng. Mỗi tập thể được tham gia tối đa 3 tác phẩm, hạn chót nộp tác phẩm là ngày 5 tháng 5 năm 2021. Cuộc thi ảnh đẹp đa dạng sinh học năm 2021 dành cho mọi cá nhân. Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm, một tác phẩm từ 5 đến 10 ảnh màu hoặc đen trắng được chụp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến trước ngày 10 tháng 5 năm 2021. Tác phẩm gửi về Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường. Và thông tin vừa rồi của chuyên đề tuần này cũng thay cho lời chào tạm biệt đến quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.